Tô Hương Nam. Và đến đây chung vui với tháng Lotto Hương Nam, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau tham gia tham dự chỉ là tặng lao vé, chỉ có 10.000 ở những vòng loại như thế này thôi quý vị ơi. Rồi, và bây giờ anh Max Man mà chưa có lái giấy trên tay tham gia tham dự và có lái giấy rồi, ta chuẩn sang bắt đầu. Dò số. Và hút nhiều cho anh. Rồi, hai tôi cho hai tôi giấy cho ta cũng gì ơi. 10.000 đồng cho người. Một vé của gì? Cái ghê giá kìa em ơi. Ô tí tí. Đó, vé đó. 10.000 đồng dơ lên. Dạ. Đâu, ba vé này được. Đây nào. Chị Thanh, đưa vô đây luôn nè em. Đó, anh ta đây ủng hộ cho. Con mười ba này gì đà, mày gì đà.
gần đây chẳng có nhìn thấy tâm tôi sầu ai bước đến chúng gia dặn đi qua anh đại nhưng thấy qua tầm ai đã có 12 có 12 có 12 đã có 12 có 12 có 12 có 12 đã có 12 số thì đây số thì số ra có thấy có người thì đây người thì đã đi hơn quan cô gái em bé bé mặt nàng hồng luôn mà cười vui đi. Con mười chín số gì đây mấy chị đây mấy chị đây sân khấu lên lên bao sánh qua về nào giang tiếng ca cũng đã rộn ràng âu cũng chi âm tâm sinh nhã cơ nhân đời tặng người câu hát tâm người nhân thế quên nỗi buồn qua tình con số lâu tô số một vô con số một con số một là tập nhé cầu hơn xin go xin dừng. Vì con số 1 thì khi qua đã có được giải đề nghị cô chú chúng mình được chọn số lại nhé, chúng mình kiểm tra lại con cờ bên trên thưa quý vị nha. Bây giờ là tiếp theo chúng ta sẽ đến với chương loại đó là 20.000 đồng trong một lá vé với giá trị giải thưởng đó là một combo lì xì 1.000.000 đồng thưa quý vị. Rồi giờ chúng mình chị gái cho em rửa tay chị cái nha. Rồi nhắm mắt lại rồi chị bắn đầu vô háng người ta chị. Rồi cho em xin lá vé. Trời lội cái rúng kìa má ơi. Rồi, cứ thưa quý vị, dòng lời 616. Đúng kìa, đúng kìa, đúng dòng lời. Rồi, như vậy chị số 1. Số 1 dị điểm kia qua, có 1. 12. 12 dị điểm kia qua, có 2. 39. 39 dị điểm kia qua, có 3. 43. 43, tứ độ tường hợp lệ. Thưa quý vị, số 1, 12, 39 và 43, cô chú chị nào không tin tưởng với lên trời thay mặt chúng em kiểm tra lại con cơ. Nếu không chúng em xin phép được trao tặng phần quà ở bên ngoài. Rồi chị chọn một con gấu đi. Đó, có một lội một thôi đó. Nhưng mà chị biết lựa con nào được con nào cái không? Con chị đang sách là BD đó. Chị biết không? Cái con đó là... Trời ơi, nghe bà nói không Thi? Nói gì? Em thích BD. Em thích BD. Bé, con đó là con đực đó. Con này con cái nè. Đó, khùng quá má ơi. Con bóng con. Trời công nhận con đó giống màu em ghê đúng không? Y chang luôn. Y chang. Không biết con là con khủng long đâu biết là con bóng luôn. Nhiều biết luôn lẫn lộn với nhau đó. Rồi kính thưa quý vị ơi, và với mà là vé trong đời này đó là 20.000 đồng cho mà là vé với giá trị giải thưởng đó là một phong bao lì xì 1.000.000 đồng phục vụ cho tất cả quý vị cô chú chị nào mình chưa có vé cứ mạnh dạn giơ tay lên chúng em điều động nhân viên tới tận nơi để phục vụ cho cô chú chị mình luôn nha. Rồi, còn ngay từ bây giờ quý vị nào chưa dễ đầu tư cho mình quý vị tha thiết gọi mời mà quý vị đã định đến rồi thì quý vị đừng thương tiếc khi 20.000 đồng đối với lại lô tường 5 sẵn sàng phục vụ cho quý vị đến nơi đến chỗ luôn. Còn ngay từ bây giờ quý vị đã có vé đầy đủ rồi mình tập trung vào sự cầu hướng mắt và chương trình chuẩn bị do số cô số gì đây cô mấy chị ra mày nhé cô số gì đây nhé gần đây nhớ đây ơi anh đang đưa ra lúc đừng em mà số gì ra cô mấy chị ra mày thì ra cô số gì đây cô mấy chị đây cô số gì đây cô mấy chị ra cái ra cô mấy chị ra mày thì ra hết chứ chưa hết chứ chưa quay bên ta cứ qua bên đây các bạn cứ luôn số gì đây cô số gì đây mấy gì đây ai cho tình cứ vui chừng cho em tập vé đây em bán 20.000 bởi anh người giúp tìm cho em tờ vé trên tay em bắt ra số lẻ ai từng tình vui cho em chân thành đẹp cảm ơn số gì đây cô mấy chị ra mấy chị ra con số gì đây cô mấy chị đây cô số gì đây đúng đúng là trời cho công chúa cũng là trò chơi đúng đúng là trời cho công chúa cũng là trò chơi hồi chờ rất đau vui chúng tôi xin mời bà con bé chơi lớp tôi người ơi lớp tôi thật hay để cho quay ra xoay những dòng đời chị đây mấy chị đây cô xuống chị đây hai con gà mà đá nhau một con cay máu cùng một con trâu nồi cháo 26 gặp vô lưỡi vô đâm vô não vô 26 một ba đi ra ba gì đi mấy trăm đôi thôi
đừng chờ đợi nữa. Điều thương của em đã thành thế nhân dù mong ban đầu chỉ thấy yêu thôi. Nói dòng chữ lời nhắn dù bên quân em biết tên trả ai mua chẳng già em ban cho ai. 32 mấy nào buồn gì đây, buồn gì đây, buồn gì đây, buồn gì đây, buồn gì ra buồn đi. Đèn vừa sáng sáng màu trắng như vì sao bắt đầu buồn đi. 15 45 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
số gì, con số gì đây? Tóc em dài như cây bông hoa mẹ từng mong mong người cho em gối đầu, mẹ kể ngày xưa mong người quá đau, mẹ kể những câu hỏi ca dao. Con số sáu, con số sáu, con số sáu, con số six, con số six, number six, number six số gì ra? What's the number số gì ra? Tại vì ra đầu năm có năm trong giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.